Alo Diễn Tình, phía Tôn Tiểu Đạo có động tĩnh gì, lập tức báo cho tôi. Đúng rồi, sao Tân Thiện Nữ U Hồn vẫn chưa bấm máy, hỏi ngay cho tôi. Được. Tôi bảo này, quyển Sống Lại Để Yêu Em, kịch bản viết được đây, rất thích hợp với Tân Thiện Nữ chúng ta. Tôi muốn kết hợp hai kịch bản này với nhau và sửa từ thời dân quốc thành thời hiện đại. Thời hiện đại, đúng rồi. Kể cả có phải dời lịch quay cũng không sao. Cô lấy kịch bản đó từ đâu vậy? Tôn Tiểu Đào gửi cho tôi. Cô ấy nói là giới thiệu giúp một người bạn. Tôn Tiểu Đào, thú vị đấy. Trước đây chẳng phải nói diễn viên phụ chúng ta gặp vấn đề sao? Vậy được, cô đi tìm Tôn Tiểu Đào cho tôi. Sao anh không đội mũ vào? Vì nó xấu. Anh có thể đội mũ đẹp vào mà. Bóng bay này xấu. Cô làm gì vậy? Nếu anh thấy bóng bay xấu thì tôi sẽ bứt nó xuống. Không cần, tôi thích là được. Ý kiến của tôi quan trọng gì? Chính anh là người ghét chúng mà. Bóng bay hay hẹn hò đều là chuyện giữa hai người, tôi không quan tâm. Anh nghe thấy hết hả? Tại hai người nói to quá thì có. Cô nghĩ tôi muốn nghe lỏm hả? Anh Tống. Alo, anh Tống. Hả? Sao anh lại khóc? Có chuyện gì vậy? Bộ phim trở lại rồi. Vai nữ chính thứ hai, vai lớn nhất tôi từng quản lý. Tôi sắp thành công rồi. Được rồi, được rồi. Đây là cơ hội tốt để tiếp cận tôi Diễn Tình. Đừng lo, hợp đồng tôi sẽ xem cho cô. Nếu lúc quay phim cô cần gì, tôi sẽ xuất hiện. Tôi sẽ không can thiệp vào đời sống tình cảm của cô. Nhưng đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta. Về nhà thôi, tôi mệt rồi. Đúng rồi, cô và Châu Dịch Nhiên đang ở bên nhau. Tôi Diễn Tình chắc chắn sẽ làm gì ở đó. Hãy tận dụng cơ hội này để bẫy cô ta nói ra chuyện đó. Được. Tôn Tiểu Đào, rốt cuộc mày đang mong chờ gì vậy? Không nghe, đừng nghĩ. Việc quan trọng nhất là phải tìm thấy cơ thể của mình. Tôi xem qua rồi, không có vấn đề gì. Cô phải thêm một điều khoản. Cô cần phòng nghỉ, giống như phòng nghỉ của nữ diễn viên chính kìa. Nhưng tôi không cần như vậy. Tôi cần. Như thế, cô sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với tôi Diễn Tình. Giám đốc Âu Dương, tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ. Cô là người đầu tiên dám đưa ra yêu cầu về hợp đồng đấy. Nói xem nào. Tôi muốn nghỉ ngơi cùng phòng với chị Tô Diễn Tình. Sao cô có thể nói thẳng toẹt ra như vậy chứ? Cô vừa mới... Sao? Không được nói sao? Cô nhìn đi đâu vậy? Cô vừa mới có chút danh tiếng mà đã định ra điều kiện với tôi sao? À, tôi biết rồi. Là do Tô Diễn Tình cướp vai của cô nên cô muốn trả đũa đúng không? Không phải, là bởi vì tôi biết chị Diễn Tình có kinh nghiệm diễn. Tôi muốn ở cùng chị ấy để có cơ hội học hỏi chị ấy. Lý do này được đấy, rất tham vọng. Nhưng phải chú ý chừng mực đây. Sao? Còn có yêu cầu khác sao? Không ạ. À, thưa sếp, có phải cô có người thân ở Diện An Dưỡng Lạc Tinh không? Không có, chỉ là trước đây tôi từng làm tình nguyện viên ở đó thôi.
Nhưng vì bận quá nên tôi không đến đó nữa. Giám đốc Âu Dương, nếu không có việc gì nữa tôi xin phép đi ạ. Tạm biệt. Một câu nói thôi mà đã khiến cô rung bần bật kìa. Xem tiền đồ của cô kìa. Đó là anh chưa thấy ánh mắt của Âu Dương Tổng kìa. Tuy không ác chút nào, nhưng rất đáng sợ. Tôi không thể hiểu anh ấy đang nghĩ gì nữa. Ánh mắt đó tôi đã nhìn mười mấy năm rồi. Anh nói xem, tại sao Âu Dương Tổng lại xuất hiện ở viện dưỡng lão vậy? Có phải là anh ta đã gặp chúng ta ở đó sao? Nhưng sao giám đốc Âu Dương lại ở viện dưỡng lão đó? Người phụ nữ xem phim của anh lẽ nào là... Đừng hỏi những chuyện không nên hỏi. Vậy cái chết của anh có liên quan gì tới anh ta không? Tôi thật sự mong không phải là anh ta. Tôi là nghệ sĩ đầu tiên anh ta quản lý. Mấy năm mới bắt đầu, chúng tôi nương tựa vào nhau. Anh ấy đi khắp nơi, xin mọi người cho tôi một cơ hội xuất hiện trước ống kính. Cái gì đây, đồ vô ơn? Sao lúc ăn không nói gì? Ăn có tôi mấy ngàn rồi, giờ không chịu chuyển giấy tờ cho tôi. Tháng này tôi chỉ nhận được một công việc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi không có gì để ăn mất. Hạo, Hạo, nhìn cậu kìa, ăn mau, kẻo nguội. Cùng ăn đi, tôi không đói. Cậu ăn đi, ăn cho nóng. Tôi phải nghe điện thoại. Trên người chúng tôi tính ra không còn đủ đến 200 đồng. Suốt nửa tháng anh ấy chỉ có ăn mì gói. Cởi quần áo trả cho chúng tôi. Cô trợ lý à, tôi là quản lý của Hạo Hạo. Hôm nay lịch quay thay đổi rồi, không quay mấy người nữa. Nhanh mau cởi đồ trả lại cho chúng tôi. Nhưng bọn tôi đã mặc cả ngày rồi. Lịch quay thay đổi rồi, mau trả lại cho tôi còn sắp xếp nữa. Hạo Hạo, chuyện đó để tôi đi nói chuyện. Cậu cứ thay quần áo đi, để tôi lo. Cô à, tôi thù dai lắm. Lúc đó tôi cứ nghĩ tôi sẽ nhớ mãi người ta coi thường tôi. Một khi tôi trở nên nổi tiếng, tôi sẽ bắt họ phải trả giá. Thảo nào khi quay phim anh luôn có mấy yêu cầu kỳ quặc. Ví dụ phải luôn có quần áo hàng hiệu nổi tiếng thế giới, đồ phải là không đụng hàng, trên trường quay phải có sofa bằng da thật và chỉ mình anh được ngồi trên đó. Hơn nữa, chỉ có một mình anh được ngồi. Rồi cái gì nữa, chỉ làm từ 3 giờ chiều đến 8 giờ tối, lợi hại thiệt đó. Còn có, cô đều biết cả, quả nhiên tôi rất nổi tiếng. Nhưng hai điều kiện phía sau tôi không yêu cầu thế. Thôi đi, fan nhà dịch của chúng tôi ngày nào cũng bốc phốt anh trên mạng hết. Nhà dịch. Chỉ là tôi không biết anh từng... Dù sao tôi cũng rất nổi tiếng rồi. Đóng phim dù sao vẫn phải dựa vào năng khiếu và cả may mắn nữa, giống như cô. Tuy chỉ có một chút năng khiếu, nhưng với sự hướng dẫn của tôi thì coi như cô cũng may mắn rồi. Đợi sau khi tôi rời khỏi đây thì cô phải dựa vào chính sức lực của mình thôi. Không ngờ đầu óc của cô cũng không đến nỗi quá tệ.
Ai ngờ nằm mơ giữa ban ngày cũng là một loại năng khiếu. Tôi không muốn nổi tiếng, dường như cũng không muốn anh bỏ đi. Nhân lúc cơ hội quay phim, phải tìm ra tối hôm đó tôi diễn tình tìm tôi có chuyện gì. Vậy anh muốn làm thế nào đối phó với tôi diễn tình? Tấn công xung quanh vô ích thôi. Nhất định phải nắm lấy cơ hội đánh trực diện. Alo, nữ phụ là Tiểu Đào. Sao cơ, Tôn Tiểu Đào là nữ phụ, chị có nhầm không vậy? Đúng vậy, Âu Dương Tịnh nói đạo diễn Triệu Thạch đích thân mời cô ta. Sao đâu cũng thấy cô ta vậy, thật đáng ghét. Được, tôi biết rồi. Triệu Kiệt, anh ở đâu? Đến ngay đây. Em đợi anh rất lâu rồi đấy. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Sao mẹ lại không ở đây được chứ? Con hẹn người ở bên chụp ảnh nói chuyện công việc. Con gặp người để bàn công chuyện. Vậy thì mẹ hỏi con, sao mẹ sắp xếp để cho con gặp đối tượng xem mặt, con lại không đi? Mẹ cũng biết là dạo này con rất nhiều công việc, bận ngập đầu. Bận đi uống nước trái cây à? Xin lỗi anh đến muộn. Mẹ em sẽ... Người phụ nữ có khí chất xinh đẹp này là ai? Là mẹ em đó. Cháu chào cô. Mẹ, con xin lỗi, con lừa mẹ. Đây là bạn trai của con, anh ấy tên là Triệu Kiệt. Mẹ đừng mắng anh ấy, mắng con là được rồi. Con xin lỗi, con xin lỗi. Sao mẹ lại phải mắng cậu ta chứ? Cậu ấy thực sự rất biết nói chuyện mà. Đúng lúc tôi đang cần ra sân bay. Này nhé, hay là cậu chở tôi đi đi. Được đó, trên đường chúng ta có thể trò chuyện. Đi thôi kẻo trễ. Mẹ, Trương Chi Chi, tôi diễn tình. Sao đại minh tinh lại biết mình chứ? Xin chào bác gái, một lát nữa cháu còn có chuyện. Có chuyện gì hả? Cứ đưa tôi đi trước đã. Cái gì đây? Ôi trời ơi, nhăn nhúm hết cả rồi, giống vẻ lao vậy. Trời, quần cậu rách thế này cũng mặc được nữa hả? Cả người cậu tính ra có được 2.000 tệ không vậy? Bác gái à, riêng đôi giày của cháu đã được 5.000 tệ rồi đó. Sao cơ? Đôi giày mà 5.000 tệ sao? Giày gì đây? Hiệu gì? Hiệu gì chứ? Đừng có nói dối tôi. Đôi giày này mà 5.000 tệ hả? Trong mắt người yêu giày chúng có cái giá đấy. Giống như bác nghĩ giá trị túi xách của bác vậy. Mặc giàu cháu không giàu, nhưng cháu kiếm được 100 tệ, cháu sẽ cho Chi Chi 100 tệ đó, bởi vì cháu yêu cô ấy. Chờ đã, cậu chỉ kiếm được 100 tệ một ngày à? Đó là 3.000 tệ một tháng. Bác gái à, cháu chỉ ví dụ thôi mà. Lấy ví dụ để so sánh với cái gì chứ? Người như cậu trong mắt người giàu có tôi quen, cậu chỉ là một người nghèo thôi. Tôi không muốn Chi Chi nhà tôi phải chịu khổ vì cậu. Đây chẳng phải là chị Trương luôn mưu cầu hạnh phúc sao? Nhưng tôi nghe nói hạnh phúc đã rời bỏ chị đi rồi. Tôi đang không nhớ ra anh là ai hết nè. Chẳng phải là anh Tống, người đàn ông độc thân vui vẻ sao? Tôi nghe nói rồi, đúng như ước nguyện nhé, vẫn luôn độc thân. Đây là bạn trai mới của tôi. Đúng là khó hiểu mà, hạnh phúc luôn tìm đến tôi. Chúng tôi đang có chuyện, hẹn gặp anh khi khác nha. Bye bye. Goodbye. Trâu già gặm cỏ non, cẩn thận đây. Để rồi xem. Chị diễn tình, sao chị lại biết em? Em tưởng ngôi sao quèn như em
sẽ không được chị để mắt tới. Đâu có, cô là Tôn Tiểu Đào. Là bạn của Tôn Tiểu Đào đúng không? Studio. Đúng, chúng ta đã gặp nhau ở studio. Cô còn nhớ không? Hôm đó cô mặc đồng phục. Đúng đúng, chúng ta đã gặp nhau ở studio. Chị diễn tình, trí nhớ của chị tốt thật đấy. Hơn nữa còn dễ gần như vậy. Trong ấn tượng của tôi, hình như đã xem một tác phẩm của cô. Thật sao? Trở về thời Tần làm Dương Phi. Lâm Muội Muội bỗng nhiên xuất hiện. Đúng chính là em đó. Cô thấy đấy, xem cả tác phẩm người ta chỉ nhớ đến cô. Nhân vật và cách diễn của cô rất đáng được chú ý. Chị diễn tình, chị quá lời rồi. Thực ra Tiểu Đào và em là lính mới, cần phải học hỏi thêm từ chị. Tiểu Đào có quen Khương Hạo không? Khương Hạo? Sao lại thế được? Tiểu Đào ghét Khương Hạo nhất trần đời. Cô ấy luôn nói Khương Hạo cậy mình là đàn anh, nên toàn bắt chẹt Châu Dịch Nhiên, và đôi khi còn cướp vai của Châu Dịch Nhiên nữa. Với lại Tiểu Đào gia nhập làng giải trí sau khi Khương Hạo qua đời, sao hai người lại quen biết được chứ? Vậy sao? Nhưng sao chị lại hỏi thế? Khương Hạo và tôi, cô biết đấy. Vì anh ấy hay nói với tôi là anh ấy có một người bạn tên gì Đào đó. Tôi tưởng là Tiểu Đào chứ. Tôi đã hiểu lầm rồi. Alo, tôi đang nói chuyện với một người bạn. Tôi gọi lại sau nha. Được, ok, bye. Chị diễn tình, chị cứ tiếp tục làm việc đi. Không sao, tôi cúp máy rồi. Không phải, lát nữa em cũng có việc, em đi trước nha. Vậy tôi không tiễn, không cần đâu. Lần sau em sẽ tới chào chị. Tạm biệt. Cái gì đây? Tiểu Đào, anh chu đáo thật đấy. Mong là em thích. Soái ca, xe tôi hỏng rồi. Anh có thể tiện đường cho tôi quá giang không? Tiểu Đào, vậy thì đi thôi. Đi thôi. Không. Sao vậy? Nhiều người chen chúc một xe, bủng xỉn quá đây. Vậy anh còn muốn đi xe nào nữa? Có xe là tốt rồi, mau lên đi. Chuẩn bị xong chưa? Rồi, xuất phát. Xe hỏng rồi. Chuẩn bị xong chưa? Xuất phát. Ba người chen chúc trên một chiếc xe điện, còn bủng xỉn hơn đấy. Tôi thà ngồi trên cái xe hỏng này cho nó ngầu. Vậy anh muốn tôi đi xe gì nữa? Tôi không muốn chen chúc với mấy người. Thế này là chúng ta có 2 tiếng đồng hồ không bị ai làm phiền rồi. Đó chẳng phải là Châu Dịch Nhiên sao? Phải, phải đấy, Châu Dịch Nhiên, Châu Dịch Nhiên. Ý tên cho em đi. Châu Dịch Nhiên, anh đẹp trai quá. Còn đẹp trai hơn trên TV nữa. Cảm ơn. Cái cảnh này thấy quen quá. Có thể chụp chung với em một tấm không? Cảm ơn. Đẹp trai quá. Mau chụp ảnh đi. Cầm lấy. Nào chụp cho tôi đi. Xem ra không phải mọi người đều đã quên mình. Nhìn kìa. Đẹp trai quá. Đây là rạp nào thế? Cho đánh giá tốt. Cậu làm cái gì vậy? Người này đã chết rồi mà còn đặt poster ở đây. Đặt ở đây không may mắn đâu. Ông nói gì? Mang nó đi đi. Dân. Các người đang làm gì vậy? Nè. Tôi sẽ trở lại sớm thôi. Tôi sẽ khiến nơi này chăng đầy poster của tôi.
Tiểu Đào, anh xin lỗi. Không ngờ anh lại làm hỏng bét ngày hôm nay. Không, trước đó anh đã rất nghiêm túc chuẩn bị, nhưng lại chẳng đâu vào đâu. Có lẽ anh chẳng biết con gái nghĩ gì. Thực ra hôm nay anh đã làm rất tốt rồi mà. Hay là em đưa anh đến nơi mà không ai có thể làm phiền ta nhé. Đi thôi. Phòng thu âm thế nào? Tuyệt quá. Sao em lại nghĩ ra chỗ này? Đây là phòng làm việc của đàn chị của em. Trước đây em thường hay đến đây làm thêm. Sau này mỗi khi tâm trạng không tốt, em lại tới đây. Cách ly tuyệt đối với âm thanh bên ngoài để cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Thực ra em có thử một đoạn quảng cáo của anh ở đây, nhưng đó chỉ là buổi thử giọng và em không qua được. Anh cũng giống em đấy. Anh cũng rất thích không gian phòng thu âm. Sau này anh có thể đến đây thường xuyên không? Dĩ nhiên rồi. Nhưng lần tới có lẽ anh sẽ phải trả tiền đó. Không sao, kể cả lần này anh cũng trả. Anh có thể xem cái guitar đó được không? Được. Cái này là của chị em, chị ấy thường để nó ở đây. Tôn Tiểu Đào, nơi này cô cứ tùy tiện đưa đàn ông đến đây à? Sao mà không đến được chứ? Anh để bụng hả? Tất nhiên là không. Ý tôi là nơi này hơi tăm tối, hai người một nam một nữ. Chẳng phải anh cũng ở đây sao? Cái gì mà cô nam nữ chứ? Anh tặng em bài hát này. Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trên sân thượng không? Đây là bài hát mà lúc đó anh hát. Anh đã viết xong nó. Anh muốn tặng em, fan đầu tiên của anh. Em là người nhà họ Dịch hạnh phúc nhất. Vậy tôi để cho hai người có chút không gian nha. Tôi đi đây. Tôi biến thật đây. Tôi đi thật đó. Đừng có níu kéo tôi nha. Được. Một con cừu bông, hai con cừu, bốn con cừu, năm con cừu, bảy con cừu, 53 con cừu, 507 con cừu, 509 con cừu. Cũng phải được 2 tiếng đồng hồ rồi đó. Không, phải 3 tiếng đồng hồ mới đúng. Chắc là kết thúc rồi nhỉ? Chắc không phải họ đi rồi chứ. Mình nên ra ngoài xem. Chưa xong thế. Đây là bài hát hay nhất trên đời. Tiểu Đào, tuy đã muộn rồi, nhưng anh vẫn muốn chúc mừng sinh nhật em. Cảm ơn. Em không biết có phải anh hiểu nhầm gì về em không nữa. Có phải anh hiểu nhầm mối quan hệ của chúng ta phải không? Em cũng không biết
trong showbiz của anh là như thế nào. Nhưng việc hôn nhau với em là việc rất nghiêm túc. Tiểu Đào, có phải có một người khác sống trong cơ thể của em không? Sao anh ta biết? Anh bị lộ rồi, sao có thể chứ? Hoặc là... em có vấn đề về tâm lý? Hay là em bị tâm thần phân liệt? Chúng ta rõ ràng đã hôn nhau rồi mà. Em không nhớ gì sao? Trời ơi, tối hôm đó... chờ đã, tôi và anh ấy hôn nhau. Chẳng phải là anh hôn anh ấy sao? Tôi không có. Tối hôm đó có lẽ, có thể là giữa chúng ta có thể xảy ra chuyện gì đó. Nhưng điều đó em không tính. Em bị bệnh. Chắc hôm đó em chưa uống thuốc. Sao em không nhớ gì hết? Tiểu Đào, không sao đâu. Chỉ cần em tích cực điều trị thì bệnh thần kinh của em có thể chữa được. Sắp đến giờ rồi. Hôm nay em chưa uống thuốc, bệnh lại sắp phải tái phát rồi. Dĩ nhiên tạm biệt. Nhớ uống thuốc nha. Hết hồn, suýt nữa thì bị phát hiện. Đúng rồi, sao Châu Dịch Nhiên hôm nay lại nói mấy lời này với tôi? Tiểu Đào, Tiểu Đào, Tiểu Đào, cậu về rồi. Nói cho cậu một tin tốt nha, hôm nay mình ăn lẩu. Cậu mau thay đồ đi, mình chuẩn bị nguyên liệu. Được. Chúng ta sẽ có một bữa thật thịnh soạn. Lẩu có gì ngon đâu chứ. Ăn xong cả người ám mùi. Hai người ăn đi. Ăn lẩu thôi. Sao Triệu Kỳ còn chưa đến? Mình sắp chết đói rồi. Chắc là anh ấy đang tìm chỗ đổ xe. Lên ngay thôi mà. Hay là chúng ta ăn trước đi, không cần để anh ấy đâu. Hình như mình không ăn được nhiều. Ngày mai mình phải thử dai, mặt sẽ sưng lên mất. Chi Chi, nhắc đến thử dai, gần đây mình có đọc một kịch bản mà không hiểu lắm. Trong đó nữ chính thích một chàng trai trong một khoảng thời gian dài. Khi họ chuẩn bị hôn nhau, khuôn mặt một người đàn ông khác xuất hiện trong đầu cô gái. Cậu nói xem, nhân vật đó đang nghĩ gì vậy? Có gì khó hiểu đâu. Cô gái đó rõ ràng là thích người đàn ông kia mà. Mình nói cậu nghe, nữ chính này rất giống nhân vật trong nhật ký độc thân của Bridget Jones. Khi chuẩn bị động phòng với Hugh Grant thì cô ta lại nghĩ đến Colin Firth. Khoảnh khắc đó cô ấy nhận ra người mình yêu nhất là Colin Firth. Bây giờ rất nhiều bộ phim đi theo hướng này. Cô ấy yêu người đàn ông kia sao? Không thể nào. Vì sao lại không thể yêu người đàn ông kia chứ? Vì ở họ hai thế giới hoàn toàn khác biệt, không thể ở bên nhau được. Vậy cậu đang nói đến tình yêu bị ngăn cấm hả? Có nhiều chuyện như vậy, tình yêu vượt qua được rào cản mới là tình yêu đích thực. Để tôi làm cho, anh bận rộn cả ngày rồi. Đừng đụng vào. Tay con gái phải biết giữ chứ, đừng để bị ướt. Không ngờ anh lại là một người chu đáo như vậy. Khi Chi Chi nói hai người đang hẹn hò, tôi còn lo lắng, sợ anh là người đàn ông không thể hứa hẹn điều gì. Nhưng tôi đâu có thể hẹn gì với cô ấy đâu. Sao cơ, Triệu Kiệt? Chi Chi khác hoàn toàn với những cô gái phóng đãng mà anh từng quen trước kia. Chi Chi là người dành tất cả cho mối quan hệ của mình. Nếu anh mà hẹn hò với ý muốn chơi đùa, tôi sẽ đánh chết anh. Tiểu Đào, đừng có nóng. Tôi biết hai người tình thân như chị em, nhưng ai đảm bảo rằng tình yêu nào cũng có kết thúc có hậu chứ? Thế nên tôi mới không tin vào hứa hẹn. Nếu một người nói với cô anh ta sẽ yêu cô vạn năm, liệu cô có tin không? Anh không thể yêu một người tới vạn năm. Nhưng anh biết, kể từ nay, anh sẽ đối xử thật tốt với Chi Chi hàng ngày. Đàn ông có đáng tin hay không
thì không nên nhìn vào những gì anh ta nói, mà là những gì anh ta làm. Nói đi tiểu đầu tử, cả tối buồn rầu không vui, đã yêu rồi à? Đúng vậy, có một người anh ấy rất rất quan tâm. Anh ấy đối xử thất thường, lúc thì nhiệt tình, lúc lại lạnh như băng. Anh nói xem, rốt cuộc anh ấy bị làm sao vậy? Em rất rất quan tâm người ấy. Vì sao không nói với anh ta? Bởi vì không có tương lai. Con người sống tới 100 tuổi thì cũng chỉ là 3 dạng ngày. Tương lai mẹ em nói tính từ ngày nào vậy? Anh đây quyết định là một việc hay không rất đơn giản. Nếu ngày mai anh chết, liệu không làm việc đó hôm nay thì anh có hối tiếc hay không? Nếu ngày mai anh ta biến mất, em có hối tiếc không? Khương Hạo, anh sao vậy? Khương Hạo, anh không sao chứ? Anh đừng dọa tôi. Gà ảo nóng quá. Tôi nhận thua. Làm ơn để tôi khống chế cô. Tha thứ cho cô, anh vẫn còn ở đây, tốt quá. Nếu như ngày mai anh ta biến mất, em có hối hận không? Anh tỉnh rồi hả? Không sao chứ? Hôm qua anh dọa tôi chết khiếp luôn. Có lẽ tại vì hôm xảy ra tai nạn, trời cũng mưa gió bão bùng, nên xuất hiện chút hiện tượng lạ. Bây giờ thì không sao rồi. Bây giờ anh có thấy không khỏe ở đâu không? Tôi thấy đỡ hơn rồi. Anh làm cho tôi đó hả? Làm thì cứ thẳng thắn mà nhận đi, có gì mà xấu hổ chứ. Khương Hạo, anh thích tôi hả? Ai mà thèm thích cô? Cái này tôi làm là muốn cảm ơn cô nên mới làm thôi. Lẽ nào những người tặng bánh cho cô đều thích cô hết hả? Anh đó, làm bánh kem thì cứ thẳng thắn thừa nhận đi. Có sao đâu, anh dùng cơ thể của tôi mất cả buổi tối để làm bánh, đã thế còn giấu đi, chứng tỏ là anh thích tôi rồi. Khương Hạo, tôi cũng thích anh. Có phải là vì anh vẫn chưa tìm được thân thể của mình
nên không dám thừa nhận không? Trên thế giới này không có chuyện cô thích ai thì người đó nhất định phải thích cô đâu. Nhưng cô đã nói đúng một chuyện, tôi quả thật là muốn tìm lại cơ thể của mình. Nên kể từ lúc này, cô phải đọc kịch bản thật nghiêm chỉnh. Tôi muốn biết Tô Diễn Tình đã làm gì với tôi đêm hôm đó. Được. Đến rồi à? Uống gì? Không phải một năm cậu mới về một lần sao? Sao vậy? Gọi mình tới gấp như vậy lại bị người ta lừa à? Cậu nói gì vậy? Mình chỉ bị lừa duy nhất một lần thôi mà, sao cậu cứ nhắc lại hoài vậy? Lần này mình gọi cậu ra là vì mình có việc muốn nhờ cậu. Mình muốn hỏi cậu, cậu làm cách nào mà có thể quen được người quản lý nổi tiếng Âu Dương Tịnh vậy? Âu Dương Tịnh? Tôi không biết anh ta. Còn giả bộ nữa, cậu giỏi giả bộ lắm. Lượt view trên show truyền hình thực tế của Tiểu Đào nhà cậu đã cao ngất ngưỡng rồi kìa. Thế mà bây giờ lại nói với mình là không biết. Cậu nghĩ mình ngu ngơ lắm sao? Cậu giỏi thật đấy, rõ ràng nói là cho con đi làm giáo viên, rồi lại lén đi làm minh tinh. Quan trọng nhất là không có Chi Chi nhà tôi đi cùng. Cậu làm thế mà được à? Chuyện này mình không giúp cậu được. Phải rồi, hôm nay mình có chút chuyện, mình phải đi đây. Thật là hẹp hòi. Kiểu người gì vậy? Vẫn giữ cái thái độ không cho mình chép bài từ hồi còn nhỏ. Hẹp hòi. Không được. Nét mặt khoa trương quá. Bây giờ cô là bạn gái cũ đã qua đời. Tưởng tượng xem, sau 5 năm cô gặp lại người bạn trai cũ mình đã từng yêu sâu sắc, tâm trạng đó cô có hiểu không? Tôi không có bạn trai cũ nên tôi không hiểu được. Hay anh làm bạn trai tôi, sau đó chúng ta chia tay, như thế là được chứ gì? Dớ dẫn. Không thể bộ phim nào cũng làm như vậy được. Một diễn viên giỏi cần phải có khả năng tưởng tượng phong phú và khả năng đồng cảm mãnh liệt, sau đó thì hoàn toàn hóa thân mình vào vai diễn đó, cảm nhận sâu sắc. Thôi, nói với cô cũng bằng thừa, làm lại. Chấp nhận được. Cho cô qua. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Sao mẹ không gọi điện cho con trước? Mẹ mau vào trong đi. Mẹ. Mẹ, sao mẹ không nói trước là sẽ đến? Để con đi đón mẹ. Con làm việc gì có thèm nói trước với mẹ không? Ý mẹ là sao? Con còn định giấu mẹ đến khi nào nữa? Rõ ràng con nói là con ở nhà ôn bài, chuẩn bị thi lại. Thi gì chứ? Làm diễn viên à? Lớn từng này rồi mà phải báo cáo từng chuyện. Mẹ, con xin lỗi, con không có cố tình gạt mẹ đâu. Tôn Tiểu Đào, mẹ đã vất vả nuôi con khôn lớn, không phải để con trở thành loại người hâm mộ hư vinh, tối ngày mong làm minh tinh. Làm minh tinh là ham hố hư vinh sao? Diễn xuất cũng là một nghệ thuật đó, hiểu không? Mẹ, mẹ bình tĩnh lại chút. Con... Alo. Alo. Alo Chi Chi, cậu có chuyện gì vậy? Đây là The Voice Trung Quốc. Chờ tí, tôi đi đón cậu ngay. Cô đã giành giải nhất. Mẹ, Chi Chi đang gặp chuyện, con phải đi giải cứu ngay. Con sẽ về nói với mẹ sau. Biểu diễn trọn điểm. Con bé này. Chào. Chị Diễn Tình. Chị Diễn Tình đang mời mọi người cà phê. Chào buổi sáng chị Diễn Tình. Chị đến sớm thật đó, chuyên nghiệp thật. Đi lấy cà phê đi, cảm ơn. Chào. Của cô đây. Cảm ơn, chị Diễn Tình tốt quá. Tôn Tiểu Đào hẹn hò một ngày, ngoại trừ bạn cùng phòng ra, chưa hề tiếp xúc với ai khác.
Ngoài ra, Tôn Tiểu Đào dường như có dấu hiệu tâm thần, thường xuyên nói chuyện với không khí. Nói chuyện với không khí vì muốn giành lấy Châu Dịch Nhiên nên cố tình dùng Khương Hạo để phân tán sự chú ý của mình. Rốt cuộc cô ta đang nói chuyện với ai? Tại sao cô ta có thể để lại chữ ký đó? Kịch bản Tân Thiện Nữ U Hồn, ý đồ cướp đoạt thân thể. Cướp đoạt thân thể? Sao có thể chứ? Đạo diễn, xin chào. Xin chào đạo diễn. Diễn Tình, sao chăm chú vậy? Đạo diễn, chỗ này tôi thấy có chút vấn đề. Từ này nghe có vẻ không xuôi tay. Tôi muốn sửa cho gần gũi chút. Chỗ này nữa, anh ấy lúc trước vừa mới gặp tôi, nếu chuyển đổi tâm trạng chỗ này sẽ hơi bị ngượng. Chúng ta có thể bàn thêm không? Được thôi, không sao. Chúng ta sẽ thay đổi lại cảnh này. Tôi sẽ nhắc nhở. Được, vậy tôi đi thay đồ trước. Lát gặp lại nha. Kỳ Diễn Tình lần nào quay phim cũng là người đến sớm nhất. Đúng là tấm gương mà. Chứ gì nữa, chẳng mắc bệnh ngôi sao tí nào. Đúng rồi, nữ phụ đâu? Mấy giờ rồi? Sao nữ phụ vẫn chưa tới? Diễn Tình cố tình đến sớm, chẳng phải vì mục đích đó sao? Alo, cô đến đâu rồi? Nhanh lên, tất cả mọi người đều đang chờ cô đó. 5 giây nữa tôi sẽ đến ngay thôi. Nhanh nhanh nhanh. Tôn Tiểu Đào đi chậm thôi. May quá đến kịp rồi. Kịp cái đầu của cô. Mọi người đều đang chờ cô đó. Vậy xin lỗi, xin lỗi. Xe tôi bị hỏng. Không phải, thời gian gửi cho tôi là 10 phút nữa mà. Cô đừng nói nữa. Tôi không đến muộn. Đừng diễn cớ nữa. Ngôi sao lớn như chị Diễn Tình còn sớm hẳn 3 tiếng nữa là. Đúng rồi, người ta thành công là có lý do cả mà. Xinh đẹp hơn cô, chăm chỉ hơn cô, cho cô tức chết. Tôi không biết cô ta đến sớm. Sao không đi trang điểm đi, mọi người đang đợi kìa. Xin lỗi, chúng tôi đi trang điểm trước. Đạo diễn, tôi xong rồi, hay là quay tôi trước đi. Nhưng cô còn chưa kịp ăn mà. Chưa ăn cũng có sao đâu, càng đỡ bị béo bụng. Cảm ơn chị Diễn Tình đi. Chị Diễn Tình mời cà phê đó. Cảm ơn chị Diễn Tình. Uống hết cả ly cà phê đó. Chắc là không phải. Mau đi trang điểm đi, đừng uống nữa. Cô đang bị tôi Diễn Tình soi rồi. Tiếp theo tôi phải làm gì đây? Phấn chấn tinh thần. Để tôi kiểm soát cô bất cứ lúc nào, tôi phải chủ động xuất kích. Tại sao anh phải thắp 3 ngọn đèn? Tối quá, anh không thấy gì hết. Có anh ở đây, em không sợ gì nữa. Cảm xúc rất tới bến, tốt lắm. Nào, cảnh tiếp theo. Được rồi, cảnh tiếp theo. Đến cảnh tiếp theo rồi. Em biết. Cô đừng như vậy. Làm dây son lên môi anh rồi. Để em lau cho. Tôi tự làm được. Vất vả rồi. Khi 3 ngọn đèn này bị dập tắt thì Tiểu Thanh, nhân vật của cô, sẽ nhập vào Tiểu Thiện, sau đó tiếp tục cảnh hôn của cô và A Thần lúc nãy. Vì cô là quan hồn của bạn gái cũ đến để trả thù.
Cô hận cậu ta sao không chết chung với cô. Nên đối với nam chính này, cô vừa yêu vừa hận. Lúc diễn thì vừa phải có thứ cảm xúc yêu khắc cốt ghi tâm, nhớ nhé. Còn phải mang cảm giác tàn nhẫn, kiểu là phải có thứ cảm giác muốn ăn tươi nuốt sống nam chính này. Cô hiểu chưa? Đạo diễn, thông cáo tôi nhận được hôm nay không phải cảnh này. Đạo diễn nói thế nào để chúng ta làm như vậy đi? Tôi không biết. Châu Dịch Nhiên hôm nay còn phải tham gia hoạt động khác. Vì thế chúng ta phải quay cảnh cậu ấy trước. Hôm nay chúng ta quay cảnh hôn nhau trước. Cô là người mới, lần đầu quay cảnh hôn. Đây là cách tốt nhất, nhanh nhất để hai người quen nhau. Nếu không được thì có thể quay lại nhiều lần. Không sao đâu. Nào mọi người chuẩn bị đi. Đạo diễn yên tâm đi, không vấn đề gì đâu. Chịu khó nắm bắt cảnh hôn, nắm bắt cho tốt. Chị Băng Băng đã thành danh sau một nụ hôn đó. Cô phải hôn dịu dàng, triền miên. Hôn kiểu vừa yêu vừa hận. Thứ cảm giác đó, cô phải chịu khó nắm bắt đó. Gặm cho tốt, gặm cho tốt nha. Tôi chạy qua chỗ đạo diễn đây. Anh Tấn, làm sao bây giờ? Có anh ở đây, em sẽ không sợ nữa. Cắt. Cô nhìn đi đâu vậy? Tập trung vào A Thần. Cô nuôi cảm xúc đi. Nào, chúng ta quay tiếp. Khi nào cô có được cảm xúc, chúng ta sẽ quay cảnh tiếp theo. Nào, máy chạy. Nào, cứ từ từ, không phải căng thẳng đâu. Hay là chúng ta thử mượn gốc này xem. Tomorrow is tomorrow. 你是阳光。